Kính thưa quý vị, hiện nay tôi đã có mặt tại trung tâm báo chí phục vụ cho tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 tại Đà Nẵng. Và phía sau lưng tôi lúc này thì màn hình đang truyền hình trực tiếp những hình ảnh từ hội nghị thượng đỉnh kinh doanh năm 2017. Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hội nghị do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và xúc tiến đầu tư với các lãnh đạo và tổng giám đốc doanh nghiệp hàng đầu khu vực, cũng như để các nhà đầu tư quốc tế tìm hiểu về tiềm năng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Thì các doanh nghiệp quốc tế và các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện đi gặp trực tiếp chủ tịch các tỉnh thành, không kể doanh nghiệp nước ngoài, kể cả doanh nghiệp Việt Nam, thấy rằng cái tỉnh thành nhà đầu tư tốt hoặc là mình có đầu tư ở đây rồi mà gặp khó khăn thì mình gặp ngay tại đây, cái gì có nghĩa là chỉ cần một cuộc công du ra Đà Nẵng mà anh có thể gặp được luôn 6 quốc lãnh đạo các tỉnh thành thì quá tốt. Thế vì vậy tại sao các nhà đầu tư nước ngoài lại đến nhiều? Hội nghị sẽ bao gồm 3 phiên. 2 phiên đầu có các chủ đề Việt Nam đổi mới toàn diện vì phát triển bền vững và Việt Nam điểm đến thân thiện với doanh nghiệp. Phiên thứ 3 sẽ là các hội thảo chuyên đề với chủ đề bao gồm nông nghiệp bền vững, tài chính cho phát triển, y tế và giáo dục, cơ sở hạ tầng, đặc khu kinh tế và tiềm năng du lịch, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Triển lãm Việt Nam đối tác kinh doanh tin cậy và giàu tiềm năng cũng được tổ chức song song, trưng bày các thành tựu nổi bật của kinh tế Việt Nam, giới thiệu về các địa phương, những dự án kêu gọi đầu tư.